chào tất cả anh em. Tôi lại gặp lại anh em trong cái video mới nhất của mình. Ngày hôm nay tôi sẽ truyền tải cho anh em một cái video rất đặc biệt mà tôi nghĩ là cũng chưa ai ở Việt Nam làm, trên thế giới thì chắc là cũng chưa có ai làm. Để nói cho các bạn biết thêm về một số điều các bạn chắc chắn là các bạn chưa biết hoặc là các bạn không để ý, đó là về cái bao da này. Thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là có rất là nhiều người thắc mắc là bao da nó bắt nguồn từ đâu. Thì từ những cái thời xưa, thật là xưa, từ những cái đời như là Motorola, Nokia hoặc BlackBerry thời xưa thì họ hay có cái khái niệm là tặng bao da cho những cái khách hàng mua. Tại vì sao? Tại vì thời xưa là cái thời mà điện thoại sinh ra thường gắn với doanh nhân. Tại vì một lý do rất là đơn giản là chỉ có doanh nhân mới có thể đủ tiền mua những cái thiết bị công nghệ như này. Và để đáp ứng cái nhu cầu bảo vệ smartphone, người ta gọi là smartphone thời đó của họ, thì họ tạo ra một cái công cụ, cái thiết bị đó gọi là cái bao da của cái điện thoại. Thì ngày hôm nay tại sao mình lại có mặt ở đây, cái bao da là tình cờ mình có lấy trong hộp xịn của cái chiếc BlackBerry 8310 ra để mình có cái bao da này. Thì mình mới truyền tải tới anh em một cái video để nói cho các bạn biết là tại sao cái đồ chính hãng luôn luôn là những thứ rất là xịn, cực kỳ xịn. Thì điều đầu tiên là bên trái mình đây là một cái bao da mà hiện tại là mình đang bán. Mình cùng em trai của mình có một cái xưởng làm da, thì làm da để bán cho tất cả anh em chơi. Thì anh em nhìn nhé, anh em nhìn này. Cái điều đầu tiên thì cái bao da này ở Việt Nam thì vẫn được làm bằng da bò, nó khá là xịn đấy, rất là mềm mại, rất là mềm. Thì theo như cái quá trình mình bán bao da này cho khách hàng thì khách hàng rất là khen, tại vì cơ bản là nó mềm mại này, nó bền và nó cũng rất là đẹp mắt, rất là đẹp, đường chỉ may rất là chắc chắn và rất là đẹp, cầm rất là êm ái. Tuy nhiên khi mà tôi cầm qua cái bao da chính hãng này thì tôi đã có một cái khái niệm khác đi. Đây là cái bao da được sản xuất vào những cái năm 2006-2007. Đó là cái thời mà xưa, thật là xưa rồi. Và bây giờ thì cái bao này là cái lúc mà tôi ship về thì là người Tây họ cũng đã sử dụng. Nhưng mà các bạn nhìn các bạn thấy nó hoàn toàn khác. Cái điều đầu tiên là nó làm bằng simili nhé. Nó làm bằng simili chứ nó không có phải làm bằng da. Đó, nhưng mà nó cực kỳ bền. Nó cực kỳ bền. Cái cảm giác đầu tiên khi các bạn cầm vào trong cái bao da này này là nó cực kỳ xịn. Tức là các bạn cầm cái bao da này rồi, nhưng mà các bạn cầm qua cái bao chính hãng thì các bạn sẽ cảm nhận là cái bao da Việt Nam không là cái nghĩa địa gì cả. Cái điều thứ hai đó là cái cảm giác cầm nắm của cái bao da chính hãng nó rất là thoải mái, nó rất là xịn, nó cực kỳ xịn luôn. Tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó là hàng Việt Nam thì rất là khó có thể vượt qua được những cái tiêu chuẩn của những cái các nước châu Âu, EU hoặc là châu Mỹ. Rồi, điều đặc biệt nữa là gì? Đây, cái điều đặc biệt nhất ở trên cái bao da này đó là cái đường chỉ. Anh em nhìn thấy không ạ? Thường là những cái bao da trên toàn thế giới này hoặc là những cái hãng nổi tiếng hoặc là BlackBerry thì họ chỉ may có một đường thôi. Đó, các bạn thấy không? Họ chỉ may có một đường thôi. Đây, họ chỉ may có một đường may thôi chứ không may như Việt Nam. Cái lý do là tại làm sao? Tại vì đây, các bạn nhìn nhé. Những cái ở Việt Nam may họ thường may hình chữ X hoặc là may đan chéo với nhau hoặc là cái kiểu may gì đó. Thì tại sao họ phải làm như vậy? Tại vì là công nghệ handmade ở Việt Nam là họ chỉ đục lỗ này, họ may vào. Còn cái công nghệ của thế giới ấy, nó đi trước Việt Nam quá nhiều. Họ có cái cách may rất là đặc trưng của họ. Họ chỉ cái cách của người nước ngoài thiết kế đó là làm sao để tối giản nhất cái vật dụng mà các bạn nhìn thấy nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ chắc chắn và cái độ bền bỉ. Nếu ai đã từng đi xe hơi nhiều ấy, thì anh em có thể nhìn thấy. Tại vì mình hay di chuyển trên cái chiếc Mercedes của sếp mình và cái chiếc BMW và một chiếc nữa là chiếc Toyota. Thì thường là những cái loại mà đắt tiền, cái ghế đắt tiền thì họ may rất là tối giản và may rất là đẹp. Thì cái này nó cũng vậy. Nó rất là tối giản này, rất là tối giản. Những cái đường may nó rất là mạch lạc và nó rất là xịn. Và điều cuối cùng nữa là khi mà mình cầm cái bao da này vào tay thì nó rất là sánh, cái màu của nó rất là sánh. Các bạn cầm nó không có cái cảm giác thô. Nếu như những cái loại bao này mà bán từ Trung Quốc thì nhiều lắm. Thời mình làm dâu đen thì cũng bán những cái loại da, những cái loại bao da bằng linh kiện thì các bạn xài một thời gian nó bị bong, nó bị tróc ra, nó bị hư rất là nhanh. Nhưng mà các loại chính hãng này nó rất là bền. Đó, xịn thì nó vẫn là xịn thôi. Xịn thì nó vẫn là xịn cho dù có 5 tháng. Còn hàng đều thì các bạn xài thời gian nó sẽ hư rồi. Đó là một chút chia sẻ của mình về những cái điều hay về cái vật dụng bao da này, nó rất là tuyệt vời. Các bạn xài BlackBerry thì các bạn nên xài với bao da. Đó, thì hiện tại Lam cũng có nhận ship những cái loại này về, hoặc là các bạn có thể mua bao da này ở bên shop của Lam. À,
Mọi thông tin thì các bạn có thể inbox fanpage hoặc là liên hệ số điện thoại của mình là 0997182999, cũng như theo dõi thông tin trên fanpage. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.